Chào các em, lâu lắm rồi thầy mới trở lại để hướng dẫn cho các em tiếp tục các cái vòng thi giải toán trên mạng ha. Thời gian qua thầy bị ốm ha. Bận rồi bị ốm nữa, với lại thầy cũng muốn đợi các em học vài tuần kiến thức để nắm được những cái thầy giảng cho nó dễ. Bây giờ thầy qua cái vòng thi đầu tiên, bài thi đầu tiên. Mười hai con giáp, con rắn tìm ích để thỏa mãn cái này, thì chúng ta sẽ có là dùng máy giải cho nhanh kia. Trong khóa học V91 thì đã dạy cách giải rồi ha. 3x cộng 1 bằng với lại 7 x trừ 1 2,5, tức là 5/2 kia. Người ta hỏi nhập phân số thì nhập phân số nha, còn hỏi số phân thì nhập số phân. Cái này làm nhiều rồi. X trên 2 bằng y trên trừ 5 thì nó bằng luôn là x cộng y, ở dưới là 2 cộng cho trừ 5, tức là 2 trừ 5, và thậm chí nó bằng luôn là x trừ y trên 2 trừ trừ 5, tức là thành 2 cộng 5. Rồi các em để ý cái anh này nè, cái anh này thì anh sẽ bằng là trừ 12, trừ 12 trên trừ 3 thì anh sẽ bằng 4, đúng không? Vậy mình lấy cái này ra, x trừ y trên 2 cộng 5 bằng 4, thì x trừ y sẽ bằng 7 nhân 4 là bằng 28. Cái này thấp nhất là bằng 0, cái này cũng thấp nhất là bằng 0, rồi cộng với 100, vậy cả cái này thấp nhất là bằng 100, không thể nào bằng 0 được. Như vậy đừng có mơ mà có cặp x y nào làm cho cái đó bằng 0, bỏ đi. Con khỉ, cái này các em dùng chức năng giải phương trình thầy đã dạy trong khóa học V91 ha. Muốn đăng ký khóa học V91 thì các em vào cái trang web buinnguyenluận.com ha. Vào trang web buinnguyenluận.com này, thỉnh thoảng nó bị lỗi nó không vào thì cỡ vài phút sau các em vào lại là được nhá. Nó bị lỗi gì rồi nhưng mà sau đó sẽ vào lại được các em, hoặc là các em đổi trình duyệt ha. Đổi trình duyệt vào Chrome không được thì các em vào Firefox ha. Hoặc các em vào cái kênh YouTube của thầy cũng được. Các em nhấp vào đây nè, nhấp vào đây là đăng ký học các cái khóa học giải toán trên mạng. Vào đây người ta sẽ hướng dẫn rất kỹ cách đăng ký học các khóa học của thầy. Các khóa học giải toán trên mạng thì đã có hết rồi các em, đăng ký là có liền thôi nha. Ở V91 là nên học khóa này. Ở sắp tới thầy sẽ ra một số khóa mới bổ sung cho cái phù hợp với cái đề thi năm nay. Còn cái chữ G bên cạnh là đăng ký học toán trên lớp em nhé. Đây là đăng ký học thêm toán song song với chương trình trên lớp. Cái này mùa hè thầy đã dạy một phần rồi, thì sắp tới thầy sẽ tiếp tục dạy để bám sát cái chương trình toán trên lớp của các em, để các em đạt điểm số cao ở trên lớp và có thể tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán ở trên lớp ha. Một số bạn thầy còn thiếu một số bài gửi ở mùa hè thì thầy sẽ tiếp tục gửi tiếp nối vào cái chương trình mà các em đang học ở trên lớp. Đừng có lo lắng gì hết, không có mất vào đâu đâu. Đây là học thêm toán ha. Còn cái bên kia là học giải toán trên mạng. Vậy các em nhé, sắp tới thầy sẽ ra khóa học dạy học thêm toán. Còn này là mùa hè vừa rồi. Còn muốn xem thông tin thì các em vào đây. Thông tin trang web của thầy, các em vào đây. Hiện tại là nó bị lỗi gì đó thì các em đổi trình duyệt vào đây đó, nó vào được rồi đó các em, lại vào rồi kìa. Vậy nhá, đó. Rồi trở lại cái hồi nãy, cái này giải ra sẽ có hai nghiệm, một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng trừ 4. Ta chọn nghiệm âm. Con chuột, số đường chéo của đa giác 8 cạnh. Cái này trong khóa học V83 hay là V82 gì đó, hình như V82 nhỉ, thì thầy đã có hướng dẫn rồi em nhé. Em coi lại V82. Em nào mà chưa học thầy ấy, thì nên đăng ký cái khóa học đó thì tốt hơn. Số đường chéo của một đa giác sẽ được tính theo cách là lấy số đỉnh
lãi số đỉnh là 8 đó, để nhân cho 8 trừ 3 để tất cả chia đôi. Vậy thôi. Như vậy nó sẽ bằng 20 gam. Ở đâu ra công thức này thì xem lại có không? 20. Con rồng số đỉnh của đa giác có tổng các góc ồ lại trong khóa học đó các em, toàn kiến thức trong khóa học mà thầy đang nói. Một đa giác có n đỉnh thì tổng tất cả các góc sẽ được tính theo công thức là n nhân cho n trừ 2 nhân cho 180 nhá. Đây là một đa giác có n đỉnh thì tổng các góc sẽ được tính theo công thức này. Đó. Và theo đề thì cái tổng này nó bằng là 1080. Thì từ đây mình giải cái phương trình ẩn n này ra thôi. Đó. Giải phương trình ẩn n này thì các em xem lại cách giải ha. Rồi thầy giải bằng cái máy luôn. Chứ ngồi trên đây mà lò mò thì bao giờ mới ra. Rồi. Hãy giải bằng tay cũng được. N bình phương trừ 2n sẽ bằng 1080 mà chia cho 180 thì được 6. Chuyển 6 qua luôn là trừ 6 bằng 0. Rồi các em giải phương trình này. 1 âm 2 âm 6. Như vậy một cái n là hình như thầy có sai chỗ nào, các em sai chỗ nào rồi để coi lại. À, xin lỗi các bạn. Thì công thức của thầy quên, thầy nhớ lộn. Nó chỉ là n trừ 2 nhân cho 180 thôi các em nhé. Một đa giác có n đỉnh thì tổng các góc sẽ là n trừ 2 nhân cho 180 thôi, chứ không có nhân với n. Hồi nãy thầy lộn với số đường chéo ha. 1080 mà chia cho 180 thì được 6. N trừ 2 bằng 6 thì n nó sẽ bằng 8 các em nhé. 8 đỉnh tất cả. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này, các em biến đổi biểu thức này ra thôi. A bằng ở tử là x trừ 3, hiệu nhân bình phương thiếu của tổng đúng không? X bình cộng cho 3x cộng cho 9. Ở dưới là x trừ 3 rồi cộng cho 5x. Rồi các bạn rút gọn đi, nó sẽ còn lại là x bình rồi cộng cho 8x rồi cộng cho 9. Rồi dùng chức năng tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất bằng máy tính mà thầy đã dạy trong khóa học V91 á. Các em làm thôi. Còn ở đây thầy làm bằng toán học luôn. Thì nó sẽ bằng là x cộng 4 tất cả bình, x bình cộng 8x cộng 16. 16 thì phải trừ 7 đúng không? 16 trừ 7 thì nó mới bằng 9. Như vậy giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 7. Chúng coi lại có đúng không? 16 nè trừ 7 là đúng bằng 9 luôn. Rồi, vậy giá trị nhỏ nhất sẽ là trừ 7. Một cái bình phương thì thấp nhất bằng 0, trừ 7 nữa. Con chó. Cái này cũng vậy, dùng chức năng tìm min max nhá. Thì các em sẽ tìm được ngay thôi. Còn đây thì làm bằng toán học luôn. X thì ghi là 2 nhân x nhân cho 1/2 cộng cho 1/4 để thành hàng đẳng thức. Đây là tại sao thầy làm kỹ như vậy, để các em có thể tham gia các cái đội tuyển học sinh giỏi bằng toán tự động. Ví dụ máy miết các em ngu 10 á. Vậy đây nó sẽ bằng là x cộng cho 1/2 tất cả bình rồi cộng cho 10 trừ 1/4. Vậy nó sẽ bằng 39/4. Đúng không ta? Nghi ấy. X bình cộng x cộng 1/4 thì phải trừ 1/4 để bằng như cũ, đúng không? 10 trừ 1/4. 10 trừ 1/4 thì là 40 trừ 1, đúng 39/4 rồi. Con gà. Ồ, cái bài này, cái bài này các em sẽ dùng cái tam giác Pascal.
tam giác Pascal cho nhé. Trong khóa học V91 phẩy, thầy sẽ dạy về tam giác Pascal. A cộng B tất cả mũ 1 á thì nó sẽ bằng A cộng B. Thì các em để ý cái số của nó là A với B thì hệ số của nó là 1 và 1. Đó. 1 và 1 này. Còn các em để ý là A cộng B tất cả bình thì nó sẽ bằng A bình cộng cho 2AB cộng cho B bình. Rồi các em nhìn cái phần hệ số thôi. Hệ số đây không có, coi như số 1. Hệ số đây là 2. Hệ số đây cuối cùng là 1. Cuối cùng các em nhớ lại A cộng B tất cả mũ 3 dùm thầy đi. Thì nó sẽ bằng A mũ 3 cộng cho 3A bình B cộng cho 3AB bình cộng cho B mũ 3. Nhớ không? Thì các em để ý mấy hệ số nha. Nó sẽ là 1 nè, 3 nè, 3 nè, 1 nè, không? 1, 3, 3, 1. Đó, bây giờ thầy bỏ mấy cái này đi. Thầy ghi chấm chấm thôi. Rồi các em nhìn mấy cái hệ số cho thầy thôi. Máy nặng quá. Rồi, nếu các em để ý kỹ các em sẽ thấy là 1 cộng 1 bằng 2 thấy không? 1 cộng 2 bằng 3, 2 cộng 1 bằng 3, thấy không? Tương tự. Nếu các em tính A cộng B tất cả mũ 4 ra. Rồi các em quan sát các hệ số, các em sẽ thấy nó sẽ bằng 1 4 6 4 1. Không tin các em cứ thử đi. Rồi các em sẽ thấy là 1 cộng 3 bằng 4 nè. 3 cộng 3 bằng 6 nè, thấy không? Rồi 3 cộng 1 bằng 4 nè. Còn cái đầu cái đuôi bao giờ cũng là số 1. Tương tự A cộng B tất cả mũ 5. Nó cũng y như vậy. Nó sẽ bằng 1, 5, 10. 5, 1. Cái này người ta gọi là tam giác Pascal các em nhé. 4 cộng 6 bằng 10. Đây thiếu số 10, xin lỗi các em. Rồi 6 cộng 4 bằng 10, 4 cộng 1 bằng 5. Vậy đó. Như vậy, tiếp theo sẽ là A cộng B tất cả mũ 6. Thì nó sẽ bằng gì? Cũng cộng y như vậy kìa. Nó sẽ ra là 1, 6, 15, 20, 15, 6 và 1. Đó, nhìn thấy không? 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Đây. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tiếp theo sẽ là 1, 6, 7 số tiếp theo đó. Cộng lại kìa. Tổng 7 số hạng tiếp theo. 1 cộng 6 cộng 15 cộng 20 cộng 15 cộng 6 cộng 1. Nó sẽ bằng 64. 64, hiểu nổi không? Rồi thêm một câu nữa. Cái này thì cũng dễ thôi. Câu này thầy hướng dẫn nhanh như sau. Các em đẩy hết qua bên trái. A bình trừ 2A cộng B bình trừ 8B cộng C bình trừ 10C. A bình trừ 2A, B bình trừ 8B bằng C. Rồi cộng cho 42 bằng 0. Bây giờ các bạn tìm số 1 đắp vào đuôi của 2A nè. Cộng 1 ở đây. Trích từ 42 ra. 42 trích 1 là còn 41. Rồi B bình trừ 8B thì các em tìm 16 các em đáp vô đây. 41 trích 16 thì còn 25. Giờ các em thấy ba cái hàng đẳng thức khớp luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Thì tới đây ta có là A trừ 1 tất cả bình cộng cho B trừ 4 tất cả bình cộng cho C trừ 5 tất cả bình bằng 0. Vậy tới đây các bạn sẽ có cái này không âm, không âm, không âm. Ba thằng không âm cộng lại bằng 0. Thì từng thằng phải bằng 0. Không? Vậy A trừ 1 phải bằng 0 nè. Hay nói cách khác là A sẽ bằng 1. Tương tự B nó sẽ bằng 4.
C sẽ bằng 5. Vậy chúng ta sẽ có là A cộng B cộng C nó sẽ bằng 10. 1 cộng 4 cộng 5 á. Vậy thôi. Rồi, ta đã hoàn thành bài thi thứ nhất. Tròn vẹn điểm. À. Bài thi số 2. Nếu A lớn hơn B thì bất thức nào dưới đây chắc chắn đúng? Cái này kiến thức lớp 8 đó nhỉ. Đây, A lớn hơn B thì cộng 2B, cái này vẫn đúng. A lớn hơn B rồi C dương thì nhân 2B cho C thì giữ nguyên chiều bất thức. Vậy ta có AC vẫn lớn hơn BC. Đây đúng. Ở đây ta có thể làm theo phương pháp tà đạo các em nhé. X trừ y bằng 2. Vậy các em có thể cho x bằng 2, y bằng 0, 2 trừ 0 là bằng 2, đúng chưa? Vậy chỗ nào y bằng 0 hết? Vậy chỉ còn lại là x bình trừ x thôi. Tức là 2 bình trừ 2 thì cũng bằng 2 thôi. Nhưng mà làm vậy ấy nấy lương tâm quá. Ai làm thế, làm người ai làm thế. Không làm thế sao làm người. Lúc thi mình cứ làm vậy cho nó nhanh cũng được. Còn nếu là thi tự luận thì các em ghép ba này lại, nó sẽ thành là x trừ y tất cả bình trừ x cộng y thì sẽ nhóm ngoặc lại, sẽ thành trừ x trừ y. Vậy nó sẽ bằng 2 bình trừ 2 thì nó cũng sẽ bằng 2 thôi. Hình thang, vẽ hình ghép. Hình thang có đáy nhỏ là AB nè, CD, MN là trung điểm hai cạnh bên, đường trung bình, MN là 5. Vậy tổng hai đáy sẽ là 10. Diện tích hình thang là 10, vậy cạnh sẽ là 1. Các em chú ý nè, hình thang thì các em biết rồi không? Hình thang thì diện tích hình thang sẽ bằng tổng hai đáy nhân với chiều cao chia đôi, không? Chiều cao thầy chưa biết, còn đường trung bình thầy biết rồi. Đường trung bình là 5 thì tổng hai đáy sẽ là 10. Như vậy là ta sẽ có là 10 nhân chiều cao, chiều cao chưa biết, chiều cao thì gọi là HD, rồi chia 2 thì bằng 10. 10. Như vậy từ đây mình sẽ suy ra là, xin lỗi, từ đây mình sẽ suy ra là gì? 10 nhân h chia đôi là bằng 10. Vậy 10 nhân h sẽ bằng 20. 10 nhân h bằng 20 thì h sẽ bằng 20 chia 10 là bằng 2. Chết. Tí nữa sai. Câu tiếp theo. Ôi trời, dễ quá. Trừ 3x sẽ lớn hơn trừ 15. Chia 2 vế cho trừ 3x sẽ nhỏ hơn 5 các em. Tiếp tục. Tìm tổng x cộng y. Biết rằng x y thỏa mãn điều này. Thì cái này trong khóa học hè cũng như V91 đã thầy đã hướng dẫn cái cách giải phương trình dạng tổng bình phương rồi. Không? Thì giờ thầy làm lại cái bài này. X mũ 2 thầy cho đi với lại trừ 2 xy. Cái này cũng dễ so với những bài mình đã làm trong khóa học đúng không? X bình trừ HD cộng y bình rồi cộng cho y bình trừ cộng cho 4y cộng 4 bằng 0. Vậy ta có hai cái hàng đẳng thức em. X trừ y tất cả bình là bằng cộng cho y cộng 2 tất cả bình bằng 0. Hai cái bình phương cộng nhau bằng 0 thì từng cái phải bằng 0. Vậy x trừ y sẽ bằng 0. Rồi
y cộng 2 sẽ bằng 0. Tới đây các bạn suy ra là y sẽ bằng âm 2, còn x là sẽ bằng y. Thì tóm lại là x và y đều bằng nhau và bằng trừ 2. Thì lúc đó các bạn suy ra là x cộng y sẽ bằng trừ 4. Vậy thôi. Trừ 2 nè. Trừ 2 cộng lại bằng trừ 4, đúng rồi. Đây các bạn. Vẫn chưa có con nào có đủ tầm mà đánh gục mình hết á. Ôi trời đất, cái này dễ quá ha. Cái này dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học luôn. 5x trừ 3, 7x cộng 2 trừ cho 35x, 35x nhân cho x trừ 1 bằng 42. X bằng 2 kìa. Tự thử lại đi nhé. Ồ, còn quá nhiều thời gian. Số giá trị x để cái này bằng 0. Thầy rút gọn A đã. A nó sẽ bằng, ở trên tử á, là hằng đẳng thức. Hiệu hai lập phương thì bằng hiệu nhân bình phương thiếu của tổng x bình cộng cho 2x và cộng cho 4. Ở dưới để nguyên x trừ 2. Như vậy cái này rút gọn đi thì còn lại là x bình cộng 2x và cộng cho 4. Như vậy A bằng 0 thì tương đương với lại là x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0. Rồi dùng chức năng tìm x. Ở trong khóa học V91 thì các em sẽ thấy cái này không có tìm được x đâu, không tìm được x. Còn nếu các em muốn chứng minh nó không tồn tại x để cái đó bằng 0 á, thì các em có thể thấy là x bình cộng 2x cộng 4 là mình ghi cộng 1 cộng 3 cũng được. Như vậy nó sẽ thành một cái hằng đẳng thức bình phương cộng với 3 bằng 0. Mà điều này thì không bao giờ xảy ra, đúng không? Một cái bình phương là bét nhất bằng 0 rồi cộng với 3 thì bét nhất bằng 3 chứ sao mà bằng 0 được. Như vậy là không bao giờ tìm được x để xảy ra điều này đâu. Số giá trị x để xảy ra điều này là không có. Còn rất nhiều thời gian kìa. Rồi. À, bài này chính là một cái bài mẫu ở trong khóa học V91 luôn các em ha. Em coi lại khóa học đó. Cái này cũng có cách làm rất nhanh bằng máy tính bỏ túi ở trong khóa học V91 đó. Còn đây thầy làm theo cái lỗi là thi học sinh giỏi toán nha. Thì thầy sẽ làm như sau. Theo đề thì x bình trừ 2 y bình thì thầy ghi là trừ y bình và trừ thêm y bình nữa. Rồi cái thằng x y này thầy chuyển qua bên này, chuyển vế đổi dấu mà, là nó sẽ thành trừ x y là bằng 0. Tới đây thầy sẽ phân tích cái này thành nhân tử nè. Nó sẽ là x cộng y nhân cho x trừ y và trừ cho cái này, dấu trừ chung, rút dấu trừ và chữ y ra, ở trong sẽ còn lại là y cộng cho x bằng 0. Tiếp tục rút x cộng y ra ngoài, ở trong sẽ còn là x trừ y và trừ cho y nữa bằng 0. Chưa xong. Giờ tới đây nó ra phép nhân, đúng không? Hai này nhân nhau bằng 0 thì cái này bằng 0 hoặc cái kia bằng 0. Nhưng mà đề người ta cho là x cộng y khác 0 rồi. Tức là cái này không thể nào bằng 0 nè. Vậy chỉ còn cái bên cạnh bằng 0 thôi, đúng không? Vậy ta có x trừ 2y bằng 0. Hay nói cách khác là x sẽ bằng 2y cơ. X bằng 2y thế vô đây thôi. Lúc đó A nó sẽ bằng x trừ y, tức là 2y trừ y. Còn ở dưới là x cộng y, tức là 2y cộng y. Ở trên là bằng y, ở dưới là 3y. Kết quả sẽ bằng 1/3. Đây, đáp án 1/3 các bạn. Ồ, thời gian quá trời, còn hơn cả nữa. Tổng cắt nghiệm của nó sẽ bằng 0 các bạn. Ơ, chết, bình tĩnh,
tí nữa là chết rồi. Ở bên phải nó đâu có bằng không đâu, thầy ẩu. X bình trừ 4, x bình trừ 10 bằng 72. Bây giờ thầy sẽ đặt nè. Đặt x bình trừ cho 7 bằng y. Thì lúc đó các em sẽ có phương trình mới là gì? X bình trừ 4 tức là x bình trừ 7 cộng 3, đồng ý không? Còn bên kia là x bình trừ 7 trừ 3, các em đồng ý không? Bằng 72, đúng chưa? Mà x bình trừ 7 nó thành y rồi. Đó, vậy chỗ này sẽ thành y. Như vậy các bạn sẽ có là y bình phương trừ 9 hàng đẳng thức mà bằng 72. Như vậy y bình phương sẽ bằng 81. Y bình phương bằng 81 thì xảy ra hai trường hợp. Hai trường hợp là y bằng 9 hoặc là y bằng trừ 9. Tại sao thầy đặt ẩn như thế này? Thì các em tham gia khóa học thêm toán và nâng cao giải tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán của thầy nhé. Sắp tới thầy sẽ mở trên trang web buinnguyenluan.com. Thầy sẽ vài ngày nữa thầy sẽ mở thôi. Thì các em thường xuyên vào trang web buinnguyenluan.com ở trên này nè. Trên này buinnguyenluan.com nè. Là các em sẽ hiểu cách đăng ký ha. Còn này lớp hè rồi, lớp hè. Còn đây là giải toán trên mạng, nó khác em nhé. Giải toán trên mạng thì có rồi, đăng ký có liền. Còn học thêm toán thì sắp tới thầy mới mở, vài ngày nữa thôi. Những em mà thầy còn nợ trong hè thì thầy sẽ gửi nối tiếp cho đến khi hết nợ thì thôi các em nhé. Rồi, y bằng 9 mà y tức là x bình trừ 7. Như vậy là x bình trừ 7 có thể bằng 9 hoặc là bằng trừ 9. Tới đây tiếp tục là x bình sẽ bằng 16. Còn ở dưới là x bình bằng trừ 2. Thì cái này mình loại kìa. Trời ơi, một cái bình sẽ bằng số âm được. Như vậy là x bình bằng 16 mới đúng rồi. X sẽ bằng cộng trừ 4 các em nhé. Lúc đó tổng các nghiệm của nó sẽ bằng 0. Ồ, ngẫu nhiên nó bằng 0 kìa. Hồi nãy mình đoán lùi, đoán liều nó cũng bằng đúng. Còn giờ ra đúng rồi đó. Hiểu nổi không? Ngẫm nghĩ tới, ngẫm nghĩ lui sẽ hiểu rồi. Vậy các em nhé. Bài thi số 3. Đi tìm kho báu. À. Thầy sẽ giải hết các cái ô trên cái bản đồ này luôn các em nhé. ABCD là hình thoi, thì cũng là hình bình hành, cũng là hình thang, cũng là tứ giác. Hình vuông thì chưa chắc. À. Số nghiệm của phương trình này, các em dùng chức năng giải phương trình mà thầy đã dạy trong khóa học V91. Em nào đăng ký rồi thì khỏe, còn chưa đăng ký thì nên đăng ký với em nhé. Các em sẽ thấy là số nghiệm là bằng 0. Còn nếu toán tự luận thì mình chứng minh như sau. X bình cộng 2 nhân x nhân cho 5 phần 2 cộng cho 25 phần 4 cộng cho 10 trừ cho 25 phần 4 bằng 0. Tới đây các em sẽ suy ra nó sẽ bằng là x cộng cho 5 phần 2 tất cả bình bằng trừ 40 trừ 25 trừ 15 trừ 15 trên 4 này nhỏ hơn 0. Vô lý. Một cái bình phương sao bằng số âm được? Vậy không tồn tại ít để đạt được điều này ha. Số giá trị để cái này bằng 0. Rồi, cái biệt thức đó thì đặt là P đi. Phân tích ở trên thành nhân tử. Coi lại kỹ thuật phân tích thành nhân tử theo cái định lý Bayesian ở trong khóa học V91 các em nhé. Thì mình sẽ phân tích được nè. X mũ 4 là thành
cho x bình phương và trừ cho 4x bình phương cộng 4. Còn ở dưới á, là thành x mũ 4 trừ cho x bình phương trừ 9x bình phương cộng 9. Rồi, như vậy nó sẽ bằng tiếp là cái gì? Ở trên tử là thành x bình phương rút ra, ở trong là còn x bình phương trừ 1 và trừ cho 4 lần mở ngoặc x bình phương trừ 1. Ở dưới cũng giống giống như vậy các em. X bình trừ 1 nhưng mà trừ 9 thôi. X bình trừ 1. Tiếp tục ở trên tử là x bình trừ 1 rút ra, ở trong còn x bình trừ cho 4. Ở mẫu y như vậy, sửa số 4 thành số 9 thôi. Rồi rút gọn. Rút gọn hai cái này với nhau. Vậy là ta còn lại là x bình trừ 4 trên x bình trừ 9. Vậy muốn cái này bằng 0 á, thì cái tử phải bằng 0. Một phương thức muốn bằng 0 thì tử phải bằng 0 thôi. Mà x bình trừ 4 bằng 0 thì x sẽ bằng cộng 2 hoặc là trừ 2. Như vậy đây mình có hai giá trị, okay. Hai giá trị để làm cho cái này bằng 0. Bài này cộng y tất cả bình bằng 49, x cộng y tất cả bình bằng 49 thì thay đổi công thức này lại thành công thức mới, phá ra thành x bình cộng cho 2 y cộng cho y bình bằng 49. Sau đó thầy trừ hai bên cho 4 x y thì nó vẫn bằng nhau thôi. Hai cái bằng nhau thì cùng trừ cho một cái gì đó thì tạo thành hai kết quả bằng nhau. Rồi các em để ý bên trái nè, cái này nó hợp tác lại, nó sẽ thành là x trừ y tất cả bình, đúng không? Bên kia là 49 trừ cho 4 x y, mà x y thì bằng 10 để cho, 49 trừ 40 thì bằng 9, và x trừ y tất cả bình thì bằng 9 thôi. Nó toán tự luận luôn các em. Còn nếu mà các em muốn làm nhanh bằng máy tính vào túi trong tích tắc thì tham gia các khóa học này. Còn muốn thi học sinh giỏi toán nữa thì các em phải theo cái cách chánh đạo mà thầy vừa giảng. Chánh đạo và tà đạo, cả hai mình cũng phải biết. Rồi tiếp tục. Tính giá trị của cái biểu thức này. Rồi đây là bài khó rồi. Rồi tới đây là bài khó rồi. À không, rất dễ các em. Cái này luôn luôn lớn hơn bằng 0, mũ chẵn mà. Cái này cũng vậy, cái này cũng vậy. Mũ 2, mũ 4, mũ 6 là đều là mũ chẵn thì luôn luôn lớn bằng 0. Mà cộng 3 cái luôn luôn lớn bằng 0 lại ra 0. Như vậy bắt buộc mình phải ép 3 cái này bằng 0 hết. Như vậy là mình sẽ có là x trừ 1 bằng 0. Y trừ 3 cũng phải bằng 0. Và z cũng phải bằng. Như vậy là x sẽ bằng 1, đúng không? X bằng 1, y bằng 3 và z sẽ bằng 0. Vậy lúc đó a nó sẽ bằng gì? X là bằng 1, y bằng 3, z bằng 0. Vậy a sẽ bằng 2 nhân 1 là 2, cộng 3 nhân 3 là 9, cộng z là cộng 0, vậy nó sẽ bằng 11 cơ. Còn lại có sai chỗ nào không? 1, 2, 3, 9, 2, 11, đúng rồi. Giải hết luôn, mình đang rảnh mà. X trừ 3X là thành 2X trừ 2X. X trừ 3X là thành trừ 2X. 5X trừ 7X lại thành trừ 2X. 9X trừ 11X lại thành trừ 2x. Cứ như vậy cho đến cái này cũng bằng trừ 2x luôn. 3024. Vấn đề là có bao nhiêu cái trừ 2x sinh ra. Thì giờ thầy đếm nè.
1, 3, 5, 7, 9, 11, vân vân. Cho tới 2013, 2015 thì có bao nhiêu số? Đây là dãy số cách đều các em nhé. 1, 3, 5, 7, 9, vân vân cho tới 2015 là dãy số cách đều. Thì ở đây có bao nhiêu số hạng thì mình lấy. Muốn biết có bao nhiêu số hạng lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 ha. Lấy 2015 trừ 1. Tất cả mình chia đôi. Đó, lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách là chia 2 đó, là cộng cho 1 là bằng bao nhiêu nhỉ? 2014 chia đôi cộng 1 là bằng 1008. Vậy từ từ đây tới đây là có tất cả là 1008 hạng tử. Mà cứ một cặp hạng tử thì nó sinh ra một cái số trừ 2. Vậy mình lấy 1008 chia đôi là ra 504 cặp. Vậy ở đây các em sẽ có 504 lần trừ 2 xuất hiện ha. Và nó bằng là 3024. Đó, đây là bài toán. Từ đây các em sẽ tìm được ít thôi. 3024 chia cho 2 rồi chia cho 504 nữa. Vậy là bằng 3 các em. X sẽ bằng trừ 3. X sẽ bằng trừ 3. Coi lại có đúng không trời. 2015 trừ 1 chia đôi cộng 1 là bằng 1008. Đây có 1008 hạng tử bắt cặp lại. Thì có 504 cặp mà mỗi cặp là sinh ra một cái trừ 2. Vậy 504 nhân trừ 2 là bằng 1008 lại. Lấy 3024 chia cho 1008 thì được 3 đúng rồi, x bằng trừ 3. Bài này y như bài nãy kìa. Lớn hơn bằng 0, lớn hơn bằng 0, lớn hơn bằng 0 mà cộng lại bằng 0. Vậy từng cái này phải bằng 0. Vậy x bằng 0, y bằng 0 và z bằng 0 luôn. Cộng lại sẽ bằng 0. Còn nhiều thời gian quá. Tam giác này 6, 8, 10 dùng định lý Pythagore đảo. Các em sẽ thấy tam giác này vuông ha. 10 bình bằng 6 bình cộng 8 bình. Tam giác vuông thì góc lớn nhất là bằng 90 độ. X bằng 4 thì 3 trừ 4 là bằng âm 1. Âm 1 mũ chẵn thì lại ra là 1. Có bao nhiêu cái x để cho hai cái này bằng nhau? Thì phá ra là giải thôi. X mũ 3 trừ 8. Bên kia hàng đẳng thức phá ra. X mũ 3 trừ 3a bình b. Tức là 3x bình nhân 2 cộng cho 3 AB bình x nhân 2 bình và trừ cho B mũ 3 tức là trừ 8. Đó. A mũ 3 trừ 3 A bình B cộng 3 AB bình trừ B mũ 3 rồi. Bỏ cái này. Bỏ cái này. Như vậy cuối cùng ta còn lại là trừ 6 x bình phương trừ 6 x bình phương cộng cho 12 x bằng 0. Rút x ra ngoài. Rút 6 x ra ngoài, ở trong sẽ còn trừ x cộng 2 bằng 0. Từ đây mình sẽ có là x bằng 0 hoặc là x bằng 2. Hai giá trị kìa. 0 vô đây đúng luôn. 2 vô đây đúng luôn, hai giá trị. Điều kiện xác định là x khác trừ 2, x khác 2, x khác cộng trừ 2 em nhé, x khác 2 và trừ 2 nè, x khác. Điều kiện xác định của một phương trình là các cái mẫu khác không hết thôi. Ở đây một số em sẽ băn khoăn là lúc x cộng 1 nghịch đảo lại đúng không? Nghịch đảo lại thì nó xuống dưới, nó bằng 0.
không quan tâm. Các em chỉ quan tâm cái mẫu nguyên thủy thôi. Để x khác trừ 2 với x khác 2 là ok. Ủa thôi chết. Lộn ngược lại nữa. À, các em chọn cái x khác trừ 1 nữa cho thầy. Rồi. Cái này thì dễ rồi. Cái bài hồi nãy thì quên mất. Cái số chia phải khác không. Như vậy là cái tử x cộng 1 phải khác không là các em nhé. Trong một phép chia thì số chia phải khác không. Quên mất. A trên B là bằng 2. B trên C là bằng 3. Từ đây suy ra là A trên B nhân cho B trên C là bằng 2 nhân 3. Tức là A trên C là bằng 6. Thử nhân lại đi. Một hình thang vuông thì số góc vuông tối thiểu là 2, tối đa là 4. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó là hình thoi, đúng không? Vậy thôi. Kiến thức lớp 8. Các em tua lại, các em sẽ thấy là cái số chia phải khác không. Như vậy là mẫu khác không để xác định được, tử khác không để số chia nó khác không. Chỗ này phải khác trừ 1 nữa các em nhé. À, coi lại định lý Bayesian trong khóa học V91 giùm thầy. Đâu rồi? Thằng này chia hết thằng này thì nghiệm của đa thức con sẽ là nghiệm của đa thức mẹ ha. Như vậy là gì? P của 1 phải bằng 0. Nghiệm của đa thức chia là x trừ 1 là bằng 1, nó cũng sẽ là nghiệm của đa thức mẹ. Tức là 1 mũ 4 cộng cho 1 mũ 2 cộng cho A sẽ bằng 0. Ở đây thầy không có thời gian giải thích nhiều, hãy tham gia khóa học V91 để hiểu cái điều thầy vừa nói. Định lý Bayesian, hệ quả của định lý Bayesian ha. Cuối cùng A sẽ bằng trừ 2 các em nhé. Rồi. Xong. Nhớ theo dõi trang web của thầy thường xuyên. Sắp tới thầy sẽ mở những lớp học thêm toán ở trên mạng. Mục đích giúp cho điểm số ở trên lớp của các em từ 8 điểm trở lên. Mục đích 2 giúp cho các em tham gia đội tuyển sinh giỏi toán. Mục đích thứ 3 cuối năm thi tuyển sinh lên lớp 10, vô trường công lập, vô trường chuyên một cách nhẹ nhàng. Cách đăng ký vào buồnluận.com các em nhé, trên này nè, địa chỉ gì trên này nè. Có thể nó không vào được ở một thời điểm lẻ loi nào đó thì đợi vài phút sau nó sẽ vô. Cách thứ hai là vào kênh YouTube của thầy, nhấn cái này hoặc là cái này, cái này chữ T là đăng ký toán nè, còn chữ V là đăng ký VinBus nè. Vậy ha, hai cái đó khác nhau. VinBus thì có sẵn rồi, còn toán thì vài ngày nữa thầy mở. Còn cái lớp toán hiện tại nó hiện trên này là hồi hè thầy dạy rồi ha. Rồi, bye bye các em nhé.